Nguyễn Thức VT lại xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Nguyễn Thức lại có một cái sản phẩm màu đen đấy, để cho tất cả những anh chị nào thích sản phẩm này thì mời các anh các chị vào xem. Anh chị xem giày cho vợ, cho bạn gái, cho người thân. Chị thì xem sản phẩm để mua cho mình những sản phẩm ưng ý nhất. Đây là một đôi giày nữ da bóng, nhưng nó là da bóng mềm, rất là đẹp đấy các chị nhá. Sản phẩm này nó bóng, nó mượt mà. Em sẽ quay gần lại để cho tất cả các anh chị nhìn rõ từng đường kim mũi chỉ đấy. Nào, sản phẩm đẹp không đấy? Không đẹp Nguyễn Thức VT không lấy tiền các chị. Nào, sản phẩm đẹp không ạ? Đấy, em quay từ từ để cho tất cả các anh các chị chiêm ngưỡng những sản phẩm tinh túy nhất. Nào, đẹp không ạ? Một đôi giày dáng tuyệt vời luôn đấy. Rất đẹp, rất đẹp và rất đẹp, rất sang và rất sang. Tuyệt vời không ạ? Đấy, đôi giày có long lanh không? Đấy, kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Các anh chị thấy bên trong rất đẹp đúng không? Rất đẹp và rất đẹp đấy, rất sang và rất sang. Đôi giày đẹp như thế này, đôi giày này còn chê nữa thì em nói thật sự không còn điều gì để mà nói luôn nhá. Đấy, chất lượng thì giày made in Việt Nam đấy các anh chị nhá. Hàng có mã số mã vạch đấy, mã số mã vạch nhá. Chất lượng tuyệt vời chưa đấy. Riêng đối với hàng này thì Nguyễn Thức cam kết với tất cả các chị đấy, đi không đẹp Nguyễn Thức không lấy tiền. Hàng đến nơi cho tất cả các anh chị kiểm tra và test thử, không ưng ý trả lại hàng mà không mất bất kỳ một loại chi phí nào nha. Đấy, rất đẹp nha. Đấy, tuyệt vời không ạ? Đấy, giá tiền lại cực kỳ rẻ đấy. Anh chị nào mà muốn sử dụng sản phẩm này hãy nhắn lại cho Nguyễn Thức số điện thoại, địa chỉ đấy, cộng sai số cộng số điện thoại là sản phẩm sẽ tới nhà, và các anh chị được quyền kiểm tra hàng và test thử tại nhà. Ưng ý thì các anh chị nhận hàng, không ưng ý các anh chị trả lại hàng và không mất bất kỳ một loại chi phí nào. Đấy, sản phẩm rất đẹp nha, tuyệt vời không ạ? Đôi giày này thì đi cực kỳ sang, chất lượng tuyệt vời luôn đấy, mà giá tiền thì ok luôn. Thực ra thì mình cũng không muốn nói giá tiền trên đây để làm lộ tất cả các bí mật kinh doanh, cho nên là anh chị nào thích thì đặt số điện thoại, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ trao đổi. Mà hàng bên Nguyễn Thức là bán là có giá tiền trên đây này đấy, giá tiền trên mã vạch này đấy, nhớ nhá các anh chị, nhớ là giá tiền trên mã vạch đấy. Đã là hàng công ty thì nó phải công khai giá, nhưng có điều là mình không muốn nói ở trên đây, trên này nó mất đi một cái quan điểm, rồi đến lúc người ta nhái hàng nhái hiếp nó khó đấy, cho nên là Nguyễn Thức nói như thế thì mong tất cả các anh chị thông cảm. Anh chị nào muốn mua sản phẩm này nhắn cho mình mã số là 626, mã 626 nhá, cộng sai số cộng số điện thoại cộng địa chỉ là sản phẩm tới nhà. Các anh chị có quyền kiểm tra hàng và test thử hàng tại nhà, ok thì nhận, không ok trả lại hàng cho Nguyễn Thức VT mà không mất bất kỳ một loại chi phí nào. Nào, các anh chị thấy dáng có đẹp không ạ? Nào, một đôi giày dáng như thế này mà còn chê nữa thì Nguyễn Thức nói thật sự là hết sách, không còn một điều gì để mà nói. Đấy, thì mình có một cái lời khuyên chân thành. Chị nào muốn mua sản phẩm nên yêu cầu các nhà bán hàng gọi bằng video hình ảnh để tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Đấy, thì Nguyễn Thức chuyên tư vấn cho tất cả các chị. Đấy, soi bằng video trực tuyến thì nó là hàng nó chuẩn hơn. Đấy, để đảm bảo cho tất cả các khách hàng. Sau đó khách hàng ưng ý thì Nguyễn Thức mới ship. Còn ship đến nhà các anh chị có quyền kiểm tra, mở ra, test thử. Đấy, ưng ý chất lượng đúng như cam kết thì nhận, không đúng ý thôi thì trả lại hàng cho Nguyễn Thức mà không mất cái gì cả. Còn khi mình đã mua sản phẩm thì mình phải thanh toán, thế thôi. Mà giá tiền ở sản phẩm này cũng rẻ lắm, ok đó. Rồi thì hôm nay Nguyễn Thức giới thiệu thế, anh chị nào muốn thì bấm vào chỗ đăng ký kênh.